Thì kênh của mình là chuyên mục về sách ha. Thì thường là sau khi mà đọc một quyển sách mà mình thấy hay á, thì mình sẽ có những cái chia sẻ ngắn ngắn về những cái thông điệp mà mình cảm nhận được trong cái quyển sách đó gửi đến mọi người. Thì hy vọng là nếu mà bạn đã đọc qua quyển sách đó rồi á, thì bạn có những cái cảm nhận riêng của bạn thì bạn có thể chia sẻ cho mình biết. Hoặc là nếu mà bạn chưa có đọc qua thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình á, giúp cho bạn có một cái khái niệm về cái quyển đó để bạn thấy là có thể là nó có ích cho mình hay không ha. Thường là chỉ có cái giọng đọc của mình chạy trên cái nền xoay ảnh thôi, coi như hôm nay là rõ mặt rồi ha. Mình chỉ là để làm quen với mọi người thôi và hy vọng là sẽ được đồng hành với nhau trong cái thời gian sắp tới. Nói qua từ những cái quyển sách mà mình đã giới thiệu ở trên kênh ha, quyển đầu tiên là quyển Bay qua tổ tiên của cô của Ken Casey. Thì cái nhân vật chính là anh da đỏ Rong Đông và Mốc Quy. Thì cái thông điệp của cái quyển sách này là ở trong mỗi người nó có một cái nguồn năng lượng thức tỉnh rất là lớn, nhưng mà có những người người ta phải cần một cái người truyền cảm hứng đánh thức cái nguồn năng lượng đó, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Thì cái bối cảnh của câu chuyện này là ở trong một cái trại tâm thần, và đây là hai ông này đều không hề bị tâm thần luôn. Cái quyển thứ hai là cái quyển Cuộc đời của Bi của Giang Mạch Treo ha. Thì cái thông điệp mà mình cảm nhận được trong cái quyển sách này á, nghĩa là một người họ có thể đi qua những cái giai đoạn rất là khó khăn trong cuộc đời của họ, và họ phải chịu lãnh những cái sự đối xử rất là khắc nghiệt của cái môi trường xung quanh. Nhưng mà cái người đó mà muốn hạnh phúc á, thì họ phải buông xuống được những cái hận thù, những cái cảm xúc tiêu cực để họ đón nhận cái đời sống mới. Thì cái nhân vật Bi này á, anh vượt biển để tìm một cái môi trường sống mới cùng với gia đình, và trong cái chuyến vượt biển đó thì cái chiếc tàu nó bị đắm và anh chỉ còn sống sót với một con hổ trên một cái phao bơi thôi, với rất là nhiều ngày lên đêm trên biển. Thì Bi sống sót được là bởi vì cái tinh thần của anh nó rất là vững vàng. Cái quyển tiếp theo là cái quyển Trung Nguyện Hồn Ai của Hemingway ha. Thì Hemingway là một tác giả đã đoạt giải Nobel văn chương với tác phẩm Ông Già và Biển Cả ha. Với cái quyển Trung Nguyện Hồn Ai á, là quyển này mang, cũng như tác phẩm khác của Hemingway, thì mang hương vị hiền rất là nhiều. Nghĩa là cái nhân vật chính đó, họ biết trước là có thể là chỉ một vài ngày nữa thôi là họ sẽ có thể không còn sống nữa. Thì chuyện này nó nói về cái giây phút hiện tại đó, nghĩa là người ta phải sống từng nâng niu từng phút từng giây mà người ta còn sống được đó. Và cái quyển này là nó nói là giống như là có một cái sự trưởng thành về cảm xúc từ đời ông, đời ba và đến đời con. Quyển thứ tư là cái quyển The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald ha. Thì cái quyển này là một cái câu chuyện về lập nghiệp và tình yêu của anh chàng Gatsby. Thì anh này là đã phấn đấu rất là nhiều để có được cái sự nghiệp, và anh ấy yêu một cô gái xinh đẹp tên là Daisy, con của một gia đình giàu có. Nhưng mà cái bi kịch tình yêu của ảnh là giống như là ảnh đã tô vẽ một cái cô Daisy rất như là một cái tiên nữ đó, giống như là một cái thiên thần đó, để làm một cái giống như là một cái mục tiêu để ảnh phấn đấu thành công trong đời sống. Nhưng mà cái cô Daisy ở ngoài đời thực với cái cô Daisy mà ảnh yêu đó, hoàn toàn không. Cái quyển thứ năm đó là cái quyển Hãy gọi anh bằng tên em của Andrea Simon ha. Thì đây là một cái câu chuyện tình yêu thanh xuân rất là đẹp, tình yêu mùa hè. Thì cái chuyện này nó hay ở cái lời văn nó miêu tả cảm xúc đó. Với lại đây là một cái câu chuyện tình của gay ha, của hai anh gay. Thì nó nói là cái thông điệp có thể bạn cảm nhận thấy rõ, nó là cái cảm xúc nó luôn là cái cảm xúc chân chính, nó luôn là một cái thứ quan trọng nhất. Còn cái quan niệm xã hội á, có thể là nó thay
thay đổi theo cái thời gian. Thứ sáu là cái quyển Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời của Murakami ha. Thì cái quyển này nó kể về câu chuyện của một người đàn ông đi tìm một cái cô bạn gái hồi thơ ấu á. Thì anh tìm ra, khi mà anh tìm ra cái cô bạn gái đó thì anh vẫn không có hạnh phúc. Thì cái thông điệp của những cái quyển sách Murakami là trong cái cuộc sống đó, mỗi người đều có một cái điều gì đó để đi tìm. Nhưng mà có thể khi mà bạn tìm được cái điều đó thì nó không phải là một cái niềm hạnh phúc vỡ òa ra, mà chính cái con đường để đi đến cái mục đích đó mới là cái điều quan trọng. Khi mà đi trên cái con đường đó thì bạn có thể cảm nhận được mọi thứ và bạn trưởng thành lên trong cảm xúc của mình. Tiếp theo là cái quyển Suối Nguồn của Andran ha. Đây là quyển Suối Nguồn, nó rất là dày, đến 1200 trang. Và cái quyển này nó nói về cái quan điểm của Andran về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể. Thì Andran là một người rất là ủng hộ cái xã hội phát triển theo chủ nghĩa cá nhân, bởi vì bà nói là một cái xã hội mà tập thể họ hợp lại rồi họ đưa ra cái quyết định thì không ai chịu trách nhiệm cho cái quyết định của họ hết, và nó không thể giúp cái xã hội phát triển được. Thì cái nhân vật chính trong truyện là một cái kiến trúc sư, và mọi người hay nói quyển này giống như là một cái quyển về chuyên ngành của giới kiến trúc á. Thì nhân vật chính là một anh kiến trúc sư, và cái có cái tình yêu rất là đẹp với cái cô người yêu là nhà báo. Cái quyển thứ 8 là quyển Nếu Còn Có Ngày Mai của Sydney Sheldon ha. Thì Sydney Sheldon là một tác giả chuyên viết truyện trinh thám, và trong những cái tác phẩm của ông thì cái nhân vật nữ thường là thuộc dạng rất là xinh ngoan, thông minh và phấn đấu rất là nhiều trong cuộc sống. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó họ sẽ gặp một cái biến cố lớn và đẩy họ vào cái tình trạng mà giống như là gặp phải những cái bi kịch lớn của cuộc đời mà họ không còn muốn sống nữa. Thì họ tồn tại là bởi vì họ mong muốn là còn có một cái ngày mai nào mà nó, cái tình trạng nó đỡ khốn khổ hơn cái giai đoạn này hay không. Và thường là sau cái giai đoạn biến cố đó thì nhân vật nữ của ông trở nên rất là mạnh mẽ. Quyển cuối cùng là cái quyển Lolita của Vladimir Nabokov ha. Đây là một cái quyển mang cái thông điệp là bảo vệ trẻ em vị thành niên. Đó là tình yêu của ông bố dượng với cái cô con gái riêng của vợ. Và đây là cái truyện mà được làm phim 2 lần. Cả cái truyện và 2 cái bộ phim đều gây ra một cái sự bàn luận và tranh cãi rất là lớn. Thì qua cái tác phẩm này thì mọi người sẽ nhìn thấy được là trẻ em tuổi mới lớn nó thực sự là chưa có ổn định về cảm xúc và không thể chịu trách nhiệm về những cái tình trạng tình cảm hay là những cái cảm xúc đến và đi trong cái lứa tuổi của nó được, và nó là một cái lứa tuổi cần phải quan sát và bảo vệ. Rồi ha, cảm ơn mọi người. Nếu mà mọi người muốn nghe cái review của Tình Nguyễn thì mọi người cứ vào danh sách khác ha. Cảm ơn mọi người đã ghé qua cái kênh Sề Tay Đón Gió của mình, và mình có thể là sẽ phát cái chương trình mới vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chịu cái sự tra tấn từ giọng nói của mình, và bữa nay là chịu phải nhìn cái mặt của mình trong suốt một thời gian hơi bị dài dài như vậy. Là hy vọng là những cái chương trình sắp tới đó, thì mình sẽ cũng sẽ cố gắng tìm cái nguồn ảnh CC không để mà chiếu slide về chỉ cắt giọng của mình thôi ha, chứ đưa cái mặt suốt những cái thời gian thì nó cũng hơi bị quá đáng. Cảm ơn mọi người.